Truyền thông Nga vừa đồng loạt đăng tải thông tin cho biết câu lạc bộ Dynamo Moscow muốn có sự phục vụ của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cụ thể, người đại diện của đội bóng này là Andrei Grushin tiết lộ, đội bóng của ông muốn đưa thủ thành sinh năm 1993 sang chơi ở châu Âu và tiếp cận những thử thách mới để nâng cao chuyên môn. Được biết, Văn Lâm trưởng thành từ loạt đào tạo trẻ của Dynamo Moscow. Cách đây ít ngày, truyền thông Nhật Bản cho hay thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với câu lạc bộ Cerezo Osaka. Sau màn trình diễn chói sáng ở Mương Thông Juventus cũng như trong áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Văn Lâm đã và đang được các đội bóng lớn để ý.